Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món sườn nướng cay. Đây là 500g sườn. Mình chọn mua sườn cay nha các bạn. Đây là cái sườn cay nè. Là cái bẹ sườn á, bẹ sườn heo. Rồi còn đây là dầu đều, nước tương, tỏi băm và ớt băm. Và một muỗng bột ngọt, một muỗng đường, một muỗng hạt nêm và nửa muỗng muối và ớt bột. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái phần một ít ý đây, mình bỏ đi cái phần thịt ha. Mình lấy cái mình chừa cái phần xương á, phần xương này để hôm mình ăn mình cầm. Các bạn nên chọn loại sườn có vừa thịt vừa mỡ, khi mà mình nướng lên mình ăn nó mới mềm mới ngon. Sườn này mình cắt ra các bạn. Đây nè, cái xương vàng hơi mình cầm vậy nè, mình cạp. Rồi cái phần thịt này mình lóc ra nè. Giờ mình bỏ vô để mình ướp mình nướng luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ bắt đầu pha nước sốt nha. Rồi. Đây là 6 muỗng nước tương. Rồi bây giờ mình cho nước dầu điều vô. Mình cho vô đây 6 muỗng nước dầu điều. Cho gia vị vô, cho tỏi ớt vô luôn. Tỏi ớt này mỗi thứ khoảng 1 muỗng nha các bạn. Rồi ớt bột nữa. Thì các bạn nha, nếu mà nhà các bạn có em nhỏ thì mình cho ớt ít thôi. Mình cho ớt nhiều quá cay quá nó ăn không được á. Còn ai thích ăn cay nhiều thì mình cho nhiều vô. Cho vào đây khoảng nửa muỗng đi. Rồi trộn đều lên. Đây là cái màu nước sốt của mình nè. Khi mà mình nướng mình cho màu dầu điều vô á thì cái sườn của mình nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Mình rưới lên. Mình ướp khoảng 20 phút để cho sườn thấm vô gia vị nè. Thấm đều vô. Nếu bạn nào mà có mật ong thì mình cho vào một ít mật ong luôn nha, cho thơm. Để mình lấy ít mật ong mình cho vô. Nếu các bạn không có thì mình không cho vô cũng được. Mình cho vô một muỗng mật ong. Ong mình nướng sườn á, nó sẽ rất là thơm. Bây giờ mình để lên mình ướp nha. Sườn sau khi mà mình ướp xong rồi, bây giờ mình để lên cái dĩa nướng. Nếu các bạn không có lò nướng thì có thể nướng bằng lò than cũng được. Sườn này mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ và nướng trong vòng 25 phút. Để mấy cục thịt này vô luôn. Xong rồi, bây giờ mình đem đi nướng thôi. Rồi mình để vô lò nướng đây. Rồi bây giờ mình chỉnh nhiệt độ 200 độ. Nướng trên nướng dưới 25 phút. 10 phút á các bạn, cái mình quết cái nước sốt hồi nãy mình còn dư nè, mình quết lên cho nó thấm vô. Chứ cái nước này mà mình bỏ đi thì rất là phí. Mình quết lên cho gia vị thấm vô. Xong rồi mình để vô mình nướng tiếp. Thơm quá à. Dạ lắm quá. Trở cái mặt qua. Mình quết bên đây nè. Sườn này các bạn nếu mà có bếp than á thì mình nướng bằng bếp than luôn. Nướng bếp than thơm còn dữ nữa. Rồi bây giờ mình đem mình nướng tiếp. Rồi mình bỏ vô trong lò nướng mình nướng tiếp. 15 phút nữa là xong. Sườn chín rồi các bạn ơi, nghe mùi thơm quá trời luôn. Thôi bây giờ mình lấy ra thôi. Nghe cái mùi này đau bụng quá. Nhìn miếng sườn nè, hấp dẫn quá à. Bóng lưỡng luôn. Rất là thơm các bạn. Thơm quá đi. Chỗ này mình cầm nè.
Đúng là cái màu thịt nướng là vàng ươm luôn, rất là thơm. Cái này mình ăn với lại ớt xanh đó các bạn. Rồi bây giờ mình chấm vô muối ớt xanh ha. Thịt rất là mềm, vừa nạc vừa mỏ, rất là mềm luôn. Cay cay, cái vị thì rất là vừa ăn. Ngon quá à. Nếu các bạn không mưa cạp nguyên cây gì á, mình chắc hút 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 ra. Mình chưa nguyên một cây luôn. Cái món sườn này mình có thể đồ nướng mình ngồi ăn chơi với bạn bè hoặc là đại khách. Còn là mình ở nhà thì mình ăn cơm cũng ngon á. Cái đầu sườn này nè các bạn, nó có cái cục gân. Cục gân như này nghe ăn nó giòn giòn, nghe rớp rớp luôn á. Miếng sườn nó cay cay nhưng mà nó rất là vừa ăn, ngọt ngọt, ngon mặn luôn. Ăn miếng dưa leo. Cái này mà nếu mà mình đi vô quán á, giống như mình vừa nướng vừa ăn á, nó rất là ngon và vui nữa. Cay quá. Cái này là sườn cay. Sườn cay là cái bè sườn á. Còn đây là mấy cái miếng thịt hồi nãy nè, hồi nãy mình lóc ra để bỏ vô dĩa. Rồi mình ăn thử cục này đi, thì chắc chắn nó sẽ mềm. Sườn nướng cay, sườn nướng cay là phải cay. Cay nhưng mà rất là thơm, thơm cái mùi tỏi các bạn. Mùi tỏi ớt mà mình nướng lên nó rất là thơm. Mình ăn miếng cải này vô cho nó bớt cay. Cái kỳ sườn nãy giờ mình cạp chưa xong nữa các bạn. Xong luôn. Nãy giờ quên hỏi các bạn, có bạn nào muốn cạp cái điện thoại của mình chưa ha? Các bạn ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký ngay đi để được đón xem những video mới nhất của mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Cái chết luôn hả trời ơi. Cái sườn này cạp xong chắc no luôn á. Thịt rất là nhiều. Cái xương thì nhỏ, thịt thì nhiều, mỡ mỡ thịt thịt, ăn rất là béo.
Sườn mình chặt ra cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, cho dễ ăn. Mình ăn cái mình gấp, gấp rất là dễ. Còn bạn nào mà thích để già thì mình khỏi chặt ra. Đó, ở đây mình mới chặt ra nè. Wow, nhìn ngon quá à. Cái đầu gấp nè, gấp thử cục sườn này nè. Mình chặt ra nó ra như nè.